Phong thủy Thái Nguyên và Đức Trung xin gửi lời chào đến các quý vị và các bạn đang theo dõi video chia sẻ kiến thức phong thủy ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ cùng giải đáp đến các quý vị và các bạn một trong những cái câu hỏi băn khoăn của các khán độc giả gửi đến Phong thủy Thái Nguyên trong các cái yếu tố liên quan đến việc tư vấn về hình thế phong thủy loan đầu. Đối với trong cái trường hợp vừa rồi thì Đức Trung có nhận được một số những cái hình ảnh của các quý vị gửi đến thông qua cái việc là phía trước ngôi nhà họ thì nhận thấy rằng là có những cái phần chóp mái của nhà hàng xóm đối diện hoặc là một công trình dương cơ nào đó đối diện có hình nhọn như thế này, hay là phía trước nhà họ lại đối diện những cái hình thế, những cái khối hay là hình khối hay là những cái yếu tố về công trình mà phía trước mà nó có cái hình nhọn hoặc là hình thoi hoặc là hình tam giác, những cái hình mà đặc thù của hỏa tinh. Vậy thì trong phong thủy thì đây gọi là hình thế gì? Thì trong phong thủy đối với cái phương án liên quan đến hóa giải các trường hợp sát mà chúng ta có thể bắt gặp thì đây gọi là trường hợp sát do gọi là hỏa hình sát. Hỏa hình sát tức là phía trước mặt ngôi nhà chúng ta đối diện với những hình thế sát mang cái yếu tố của hỏa hình, tức là những hình tam giác, hình thoi hoặc là hình nhọn hoặc những vật sắc nhọn mà có yếu tố chiếu đến ngôi nhà chúng ta thì đây được coi gọi là hỏa hình sát. Thì trong cái phương án liên quan đến việc ngôi nhà mà gặp phải trường hợp hỏa hình sát này á thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái yếu tố về dương khí trong ngôi nhà. Vì chúng ta biết rằng là tại sao chúng ta lại quan tâm đến yếu tố phong thủy loan đầu như vậy? Bởi vì trong phong thủy thì cái việc mà chúng ta lựa chọn một nơi cư ngụ mà hài hòa giữa yếu tố về thiên nhiên, đất trời và cảnh quan xung quanh nó rất là quan trọng. Do đó bước mặt ra khỏi cửa, nếu chúng ta gặp phải những hình thế sát trên thì chúng ta sẽ biết rằng là cái yếu tố nạp khí trong ngôi nhà cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi yếu tố hỏa khí quá nhiều. Nếu như hỏa hình sát xuất hiện trước mặt ngôi nhà chúng ta thì cái việc nó trong ngôi nhà chúng ta cái tính hỏa khí nó quá vượng, khiến cho cái việc các thành viên trong ngôi nhà tính tình dễ nóng nảy, rồi là các cái bệnh tật liên quan đến yếu tố hỏa khí nó dễ xảy đến, hay là các cái tính tình nóng nảy của các thành viên trong ngôi nhà thì dễ dẫn đến bất hòa, khắc khẩu và không có được hòa hợp. Do vậy rằng là trong cái trường hợp ngay từ ban đầu chúng ta tính toán và lựa chọn nơi cư ngụ, trong cái trường hợp chúng ta gặp phải những hình thế sát trên thì ngay từ ban đầu chúng ta phải tính toán đến việc chúng ta không nên lựa chọn nơi đó làm nơi cư ngụ. Nhưng nếu như trong trường hợp mà chúng ta đang ở mà nếu như có cái sự xây dựng công trình mà xây dựng xong thì lại xuất hiện ra cái hình thế sát gọi là hỏa hình sát như vậy thì chắc chắn chúng ta nên có cái phương án để mà hóa giải. Thì đối với trường hợp hóa giải do hỏa hình sát như vậy thì chúng ta cần phải lưu tâm đến một số những cái phương án hóa giải như sau. Thứ nhất, đó là chúng ta đối với trong trường hợp mà ngôi nhà gặp phải những yếu tố hỏa hình sát như vậy thì chúng ta cần phải có phương án hóa giải bằng cách là xử lý ngay ở phía mặt tiền, tức là phía loan đầu của ngôi nhà. Đức Trung nhắc lại những trường hợp mà chúng ta có thể gặp phải yếu tố hỏa hình sát. Thứ nhất là nhìn thấy cái mái nóc nhọn của phần hông của ngôi nhà hàng xóm theo cái hình tam giác chiếu lên như thế này, hay là các cái hàng rào mà có thanh sắt mà có yếu tố sắc nhọn chiếu lên, hay là các cái yếu tố về mảnh chai vỡ hoặc là mảnh sành mà phía bức tường nhà hàng xóm được xây dựng lên, hay là các cái yếu tố gập ghềnh do cái việc là bức tường nhà hàng xóm trang trí, hoặc các cái hình khối hoặc là góc nhọn của nhà đối diện hoặc các công trình đối diện mà chiếu thẳng đến cửa nhà chúng ta thì đấy đều được coi gọi là hỏa hình sát. Và nếu như gặp phải trường hợp hỏa hình sát như này thì chúng ta cần phải có phương án hóa giải. Nếu như không có phương án lựa chọn nơi cư ngụ mới thì chúng ta cần phải sử dụng các phương án vật phẩm để mà hóa giải nó. Phương án vật phẩm để hóa giải ví dụ như chúng ta sẽ có thể sử dụng chiếc gương bát quái gỗ đào cầu lồi. Thì trong phong thủy thì gương bát quái gỗ đào cầu lồi có rất nhiều tác dụng trong cái việc kỵ tà hóa sát và hóa giải những yếu tố về sát khí. Đối với gỗ đào, đây là một loại gỗ quý mà các pháp sư hay là các phong thủy sư có sử dụng đến để chế tác lên các vật phẩm mang công hiệu kỵ tà hóa sát rất cao. Hơn nữa một điều đó là trong cái phương án thiết kế đối với gương bát quái gỗ đào hổ phù tại phong thủy Thái Nguyên để xử lý các trường hợp sát khí do ngoại sát khí, ví dụ như hỏa hình sát như trên, thì có được khắc thêm cái đồ hình về bát quái của tiên thiên bát quái để mang cái năng lượng của vũ trụ đất trời. Ngoài ra được khắc thêm đồ hình của quẻ cửu tinh để mang cái năng lượng của thiên tinh hóa giải cái sát khí và mang lại sự phù trợ cho gia đình. Đặc biệt là có một chiếc gương lồi được lắp ở giữa, thì chiếc gương lồi này có khả năng phản lại các sát khí, các cái yếu tố về trường khí xấu mà tác động đến yếu tố về hình thế loan đầu ngôi nhà chúng ta. Và phía đằng sau thì được in ấn phù chú của đạo gia mang yếu tố về trấn trạch trị bảo và tăng cường thêm cát khí và vượng khí cho ngôi nhà. Thì đối với việc gia chủ cần lưu tâm sử dụng cái gương bát quái gỗ đào cầu lồi trên và treo ở phía trước cửa nhà thì nó cũng mang cái năng lượng rất tốt để mà hóa giải cái trường hợp sát khí do hỏa hình sát hay là một số những trường hợp sát khí khác tác động đến ngôi nhà. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng một số những hình một số những phương cách khác mà chúng ta xử lý, ví dụ như là chúng ta có thể lấy một cặp tỳ hưu để chúng ta đặt phía
ngay tại khu vực huyền quan của ngôi nhà để mà đầu tỳ hưu sẽ nhìn thẳng ra phía bên ngoài để mà xử lý. Thì đối với trong phong thủy thì tỳ hưu không chỉ mang công hiệu chiêu tài, thì một số những loại tỳ hưu có công hiệu hóa sát rất là cao. Đối với cái việc nó hóa sát thì tỳ hưu sẽ mang cái yếu tố ngăn cản những dòng sát khí, hoặc là sẽ xử lý thu đạt những cái sát khí vào trong người, do vậy rằng là sẽ hóa giải những cái yếu tố sát do hỏa sát gây ra. Trong cái trường hợp như vậy thì chúng ta có thể là đặt cặp tỳ hưu mặt phóng thẳng ra phía bên ngoài để hóa giải. Hơn nữa một điều là nếu như các quý vị mà cẩn thận hơn thì nên sử dụng thêm 5 đồng hoa mai để xử lý và dán tại khuôn cửa trong ngôi nhà, thì nó sẽ giúp cho cái việc đó xử lý gần như là triệt để cái trường hợp hình thế sát trên, để mang lại cái nguồn năng lượng cũng như mang lại cái yếu tố tích cực cho ngôi nhà chúng ta. Trên đây là cái video mà Đức Trung có hướng dẫn đến các quý vị nắm bắt về cái yếu tố hỏa hình sát cũng như là cái phương án liên quan đến hóa giải trường hợp sát khí này. Quý vị hãy có thể là tiếp cận đến với sự tư vấn của Phong Thủy Nguyên thông qua số hotline 1900292 để gặp đội ngũ trợ lý tư vấn hướng dẫn chi tiết. Hoặc quý vị nào đang được các đội ngũ trợ lý tư vấn rồi thì cũng có thể là chụp lại cái hình ảnh quang cảnh trước ngôi nhà chúng ta để các đội ngũ có thể nắm được cái tình hình cũng như là nắm được cái hình thế trực tiếp và hướng dẫn các quý vị cái phương án hóa giải sát khí hoặc là kích hoạt tài lộc để mang lại cho ngôi nhà chúng ta một cái nguồn năng lượng thật tốt cho năm 2020 Canh Tý hoặc năm 2021 Tân Sửu sắp tới. Để đón nhận những video mới nhất cũng như là được tư vấn thêm về các cái kiến thức liên quan động thổ làm nhà hoặc nắm bắt các trường hợp sát khí để chúng ta hóa giải, quý vị cũng có thể đến trực tiếp văn phòng tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Đà Nẵng thông qua những thông tin mà chúng tôi có chia sẻ dưới phần mô tả video, sẽ được đội ngũ trợ lý gặp trực tiếp cũng như là tư vấn kỹ càng hơn. Đức Trung xin cảm ơn cũng như rằng là sẽ hẹn gặp lại các quý vị trong những video tiếp theo chia sẻ thêm về các kiến thức phong thủy ứng dụng trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.